mến chào các bạn. Ở video này Liam tiếp tục có hàng cho các bạn khách đã đặt hàng trên shop của Liam trên Shopee. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2022 ha. Có nhiều bạn đã đặt hàng ở trên shop Liam. Liam đã tách đơn ra để Liam làm video ha. Thì ở video trước Liam có gói một số đơn của các bạn rồi. Thì ở video này Liam tiếp tục Liam gói các đơn hàng còn lại nha các bạn. Các bạn xem video trước mà không có video gói hàng của mình thì các bạn xem tiếp video này nha. Đơn đầu tiên của bạn Khánh Ngọc. Đơn của bạn Khánh Ngọc mua tổng hết là 8 món ha. Bây giờ Liam sẽ soạn hàng cho bạn Khánh Ngọc này. Bạn mua khá là nhiều món nè các bạn. Bạn Khánh Ngọc đến từ Sóc Trăng. Đầu tiên là cục tóc đính cham, mua hai ha. Đây, hai sợi dây buộc tóc đính cham. Đi em lấy cho bạn hình bí thỏ và một cái là củ cà rốt ha. Món thứ hai là sổ tiết cơ, còn có 12 tấm tiết cơ trong này ha. Món thứ ba là túi đựng bút trong suốt hình trái bơ. Mẫu túi này dễ thương lắm các bạn. Ở bên trong có nước nhũ nè. Ở bên ngoài là có họa tiết trái bơ nha. Chiếc túi này cũng khá là rộng á các bạn. Bên trong có cái miếng nhựa, hai bạn về nhớ lấy miếng nhựa ra nha. Tiếp theo là túi đựng bút hình trái đào. Túi đựng bút hình trái đào ha. Wow, nhũ lấp lánh luôn các bạn, dễ thương lắm luôn nè. Ở trên này có một số mấy cái cham á các bạn. Wow, dễ thương ha, mình vừa học mà mình vừa thư giãn luôn. Có lúc nào mệt mỏi thì mình có thể mình nhìn vào đây ha các bạn. Tiếp theo là băng cá nhân, bạn mua 2 ha. Thì đơn hàng này Liam cũng có chụp hình để em gửi cho bạn qua Zalo rồi nha các bạn. 2 hộp băng cá nhân. Các bạn nào mà có Zalo của Liam á thì khi mà mua hàng á Liam sẽ soạn Liam gửi qua Zalo cho các bạn xem trước luôn ha. Tiếp theo là sổ nhũ bìa nước. Những món hàng của bạn món nào cũng có bìa nước rất là dễ thương. Hộp bút cũng có nước nè. Cuốn sổ cũng có nước nè ha. Bên này có những cái cham rất là cute luôn. Tiếp theo là quạt cầm tay, bạn lấy 2 ha. Hai quạt cầm tay Liam lấy cho bạn 2 màu nha các bạn. Để Liam bỏ cái cây này vô ha để nó lạc nước rớt ra ngoài nha các bạn. Đợt trước á Liam cũng có hàng cho một bạn khách mà Liam bị rơi, làm rơi cái cây này nè các bạn, cây nó bị rơi qua cái lỗ này nè. Và cuối cùng là Liam phải gói một cái cây này để Liam gửi kèm một đơn khác cho bạn ha. Cho nên là khi mà bị rơi ra ngoài như vậy là rất là phiền nha các bạn. Liam phải gửi lại ha. Và cái quạt này dễ thương nè. Đó đi em chọn cho bạn hai mẫu quạt rất là cute luôn. Tiếp theo là set hai bút chì tẩy chuốt, có hai cây bút chì, một bút tẩy rồi chuốt bút chì và một cái thước nhỏ ha các bạn. Bây giờ hãy cùng Liam gói hàng cho bạn Khánh Ngọc ha. Đơn của bạn là 172k cả tiền ship luôn này các bạn. Liam cũng có món quà Liam gửi tặng cho bạn Khánh Ngọc nha. Tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc và tặng thêm cho bạn 2 tấm tiết cơ. Liam cảm ơn bạn Khánh Ngọc đã ủng hộ shop của Liam nha. Đơn hàng tiếp theo Liam gửi hàng cho bạn Hiếu Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn mua tổng đơn là 4 món. Bây giờ Liam soạn hàng cho bạn nha. Bạn mua thứ nhất là cài lông xù. Một chiếc cài lông xù bạn có nhắn Liam là lấy cho bạn màu cà phê ha. Các bạn nào mà trắng á, cài cái cài này lên rất là đẹp nè các bạn. Món thứ hai là bút bi 10 ngòi. Đây, bút bi này các bạn có 10 màu ha. Rất là xịn luôn các bạn. Tiếp theo là sổ là xo. Bạn mua 2 chiếc sổ là xo. Đây, để em lấy cho bạn 2 tông màu, một tông màu xanh và một tông màu hồng ha. Tiếp theo là thùng rác thú. Thùng rác thú đây, bạn lấy màu trắng có kèm thêm một tấm tí cơ nữa nè các bạn. Bây
giờ hãy cùng Liam gói hàng cho bạn Hiếu Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Đơn của bạn tổng hết là 118k cả tiền ship này các bạn. Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn ha, tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc màu cà phê luôn này, cùng tông với màu của chiếc cài nha các bạn. Tặng thêm cho bạn một tấm sticker. Liam cảm ơn bạn Hiếu Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng tiếp theo đi, em gói hàng cho bạn Thảo đến từ Hưng Yên. Bạn Thảo mua 7 món ha. Đầu tiên là bạn mua hai cái cham. Đây, hai cái cham ha. Một cái là hình bi gấu, một cái là hình bi gái có bi đầu hình bi thỏ ha. Món thứ hai là túi. Túi đeo vai nè các bạn. Túi đeo vai con bi thỏ đang nằm rất là cute luôn các bạn. Đeo vai màu xanh nước biển là lạc ha. Món tiếp theo là túi đựng bút. Đây, một cái túi đựng bút. Tiếp theo là một cuộn tem cảm ơn. Cuộn tem cảm ơn. Tiếp theo là set 10 dây buộc tóc cho bé. Đây. Em có bán đồ dây buộc tóc cho bé gái nữa này các bạn. Rất là xinh luôn, một set này như vậy là 10 dây này các bạn. Tiếp theo là vòng tay 3 màu. Đây, một cái vòng tay ha, có cái xem rất là cute nè. Cuối cùng là set 24 miếng sticker, bạn lấy số lượng là 3 ha. Thì em lấy cho bạn 3 màu khác nhau nè. Bây giờ hãy cùng với em gói hàng cho bạn Thảo đến từ Hưng Yên. Đơn của bạn là 198k cả tiền ship luôn các bạn. Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn Thảo nha. Tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc. Tặng thêm cho bạn một sợi buộc tóc này nữa nè. Em cảm ơn bạn Thảo để ủng hộ shop của Liam nha. Liam có đơn hàng tiếp theo của bạn Thùy Dung đến từ Hà Giang. Bạn mua tổng hết là 5 món ha. Đầu tiên là túi bóng 100g. Đây. Món thứ hai là bút cắt sticker. Đây em lấy cho bạn cái bút cắt sticker màu hồng này. Món thứ ba là 10 tấm sticker lẻ. Tiếp theo là túi đựng bút. Túi đựng bút hình bé vịt rất là dễ thương nè các bạn. Và món cuối cùng là đồ cắm bút 4 tầng ha. Bạn lấy màu hồng. Đây. Màu hồng này dễ thương lắm các bạn. À, màu nó nhẹ nhẹ ha. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Thùy Dung đến từ Hà Giang nha. Đơn của bạn là 100k cả tiền ship luôn ha. Em có món quà Liam gửi tặng cho bạn Thùy Dung nha. Tặng bạn một sợi dây buộc tóc. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam nha. Đơn hàng tiếp theo Liam gói hàng cho bạn Mai Hoàng đến từ Bình Thuận. Có lẽ là bạn tên là Hoàng Mai nha các bạn. Bạn mua tổng cộng là 7 món. Món đầu tiên là một bịch bông gòn làm squishy. Bông gòn làm squishy, bạn mua 2 bịch bông gòn ha. 2 bịch bông gòn. Món thứ hai là cham, bạn lấy 6 cái cham. Đây. Thì em chọn cho bạn 6 cái cham rất là dễ thương nè.
Tiếp theo là túi bóng 50 cái. Đây 50 cái túi bóng này. Món tiếp theo là thước 500. Thì hôm qua đi em soạn hàng cho bạn á, là thước 500 còn có một cái à các bạn. Vì có một số bạn đặt hàng hôm bữa trước mà các bạn không lấy á, hàng đang đi để trên đường về ha, bị thiếu mất một cái, cho nên là đi em bù cho bạn một cái thước, là thước của Thiên Long nè các bạn. Cái thước này cũng rất là bền này, thì em bổ cho bạn một chiếc thước 500, một chiếc thước này ha. Đây em lấy cho bạn này, em có nhắn với bạn ở trên Shopee rồi. Đi em bị thiếu thước ha. Món thứ tư là túi đựng bút. Đây là túi đựng bút có hình bí thỏ nè. Tiếp theo là một lóc washi tape. Một lóc washi tape này các bạn. Và cuối cùng là một set 5 sợi dây buộc tóc ha, màu hồng này. Đơn của bạn tổng hết là 139 k cả tiền ship luôn nè các bạn. Bạn Hoàng Mai đến từ Bình Thuận ha. Bây giờ đi em gói hàng cho bạn nha. Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn ha. Tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc gold. Và tặng thêm cho bạn hai tấm sticker nè các bạn. Để bạn về bạn trang trí ha. Liam cảm ơn bạn Hoàng Mai đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng tiếp theo đi em gói hàng cho bạn Tường Vi đến từ Hà Nội. Bạn mua một set 18 sticker ha, kèm với da rọc giấy. Đơn của bạn có một món à các bạn. Đi em tặng cho bạn một túi kẹp giấy ha. Cảm ơn bạn Tường Vi nha. Đợt trước bạn cũng có mua một đơn của shop đi em rồi ha. Đợt này bạn mua đơn này một món nè các bạn. Đơn hàng tiếp theo đi em gói hàng cho bạn Thao đến từ Phú Yên. Bạn mua đơn tổng cộng là 4 món ha. Đầu tiên là một chiếc túi đựng bài kiểm tra này các bạn. Trên shop thì em có cái mẫu túi này ha. Món tiếp theo là thước dẻo, một cây thước dẻo. Món thứ ba là túi đựng bút, đây một chiếc túi đựng bút. Và cuối cùng là móc khóa ba lô ha. Đây em lấy cho bạn hình bé gấu đang cầm cái bình sữa rất là dễ thương này. Bây giờ hãy cùng với em gói hàng cho bạn Thao đến từ Phú Yên. Đơn của bạn là 84k cả tiền ship luôn ha các bạn. Liam cũng có món quà Liam gửi tặng cho bạn Thao nha. Liam tặng bạn một sợi dây buộc tóc và tặng kèm cho bạn một ít sticker. Đây, tặng cho bạn sticker này. Liam cảm ơn bạn Thao ở Phú Yên để ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng tiếp theo đi em gửi hàng cho bạn Lợi đến từ Bình Định ở thành phố Quy Nhơn luôn ha. Bạn mua tổng hết là 3 món. Món đầu tiên là bạn mua 2 bịch bông để làm túi xi. Món thứ hai là set 18 sticker cắt sẵn. Món thứ ba là set 4 tấm sticker bộ môn thể thao ha. Hãy cùng với đi em gửi hàng cho bạn Quang Lợi ha. Đơn của bạn là 45k cả tiền ship luôn này các bạn. Liam cũng có món quà Liam gửi tặng cho bạn Quang Lợi ha. Tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc. Và Liam tặng thêm cho bạn một ít sticker. Liam cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Liam. Bạn ở Quy Nhơn Bình Định luôn nè các bạn. Rất là gần chỗ của Liam ha. Liam có chiếc túi Liam bỏ hàng cho bạn này.
Đơn hàng tiếp theo, Liam gói hàng cho một bạn khách tên là Mỹ Ngọc đến từ Huế ha. Bạn mua đơn của bạn tổng là 6 bịch bông để làm sushi nha các bạn. Đây, đơn của bạn là 6 bịch bông. Thì Liam cũng có món quà Liam gửi tặng cho bạn ha. Tặng cho bạn một sushi miếng đậu hũ nè. Lâu lắm rồi Liam không có làm sushi nha các bạn. Một số sushi còn ha, Liam lấy Liam tặng hết luôn ha. Đây Liam tặng thêm cho bạn một túi quà nữa. Đây, túi quà đây gồm có là dây buộc tóc, rồi có kẹp giấy ha, và một ít sticker ha các bạn. Lúc nãy Liam định là Liam không có quay đơn hàng này ha, tại vì Liam cũng sắp tới giờ đi làm rồi á các bạn. Nhưng mà Liam thấy đơn của bạn mua cũng là khá nhiều bông, cho nên là Liam lấy Liam quay luôn. Đây là quà Liam bỏ sẵn luôn nè các bạn. Đây, một số bạn mua hàng ở trên shop của Liam á, các bạn cũng muốn Liam quay gói hàng ha. Các bạn xem video gói hàng, các bạn cũng rất là thích xem. Nên đây là bạn Liam quay luôn. Đây, Liam bỏ cái xì vô đây ha. Nó hơi chặt một xíu nhưng mà không sao, tại vì bông nó mềm mà các bạn. Đó, nhìn giống như mấy chú heo con, nhìn ủ neo ủ nằng dễ thương không ha các bạn. Đây, Liam để đây ha. Bạn mua một thùng bông luôn, Liam bỏ thùng cho bạn nè. Đơn cuối cùng của chiếc video này là đơn của bạn Nhật My đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nhật My mua tổng đó là 3 món ha. Bây giờ Liam soạn hàng cho bạn Nhật My nha. Bạn mua một hộp sticker, gồm có sticker, rồi que si tác, rồi có giấy nốt trong này luôn ha. Đây, một hộp. Trong này có 3 món ha các bạn. Món thứ hai là móc khóa handmade, bạn lấy 2 móc khóa. Đây các bạn. Món tiếp theo là ví khủng long. Đây, chiếc ví ngắn hình khủng long nè các bạn. Ví khủng long đội nó dễ thương ha. Tiếp theo là một móc khóa để mình móc lên trên ba lô đó các bạn. Rồi cuối cùng là một cái ghim cài ba lô hình bé thỏ. Đây. Hãy cùng Liam gói hàng cho bạn Nhật My đến từ thành phố Hồ Chí Minh ha. Đơn của bạn Nhật My tổng hết là 76k cả tiền ship luôn nè các bạn. Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn Nhật My. Để cho bạn một sợi dây buộc tóc có cái cham này các bạn. Tặng cho bạn thêm một ít sticker nha. Liam cảm ơn bạn Nhật My để ủng hộ shop của Liam nha. Hàng của bạn Nhật My đã khép lại video gói hàng ngày hôm nay là ngày 8 tháng 8 ha. Một số đơn các bạn mua một món rồi các bạn mua bông thôi á, thì Liam không có quay video ha. Các bạn xem video mà không thấy đơn hàng của mình á thì các bạn biết là những đơn đó là Liam không có quay video nha các bạn. Tại vì video khá dài cho nên là những đơn hàng một món thì Liam không có quay. Liam cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video ha. Nếu các bạn thấy thích những món đồ Liam gói thì các bạn vào trong phần mô tả video ha. Liam có để link trong phần mô tả video cũng như là Liam để link shop. Các bạn vào trong shop để tham quan và mua sắm nha. Bye bye các bạn.